Ông định giao dịch cái gì mà mình nghe. Sạch sẽ nha. Ông thích cây này à? Không. Của đây này. À đi. Nhiều cây sạch sẽ quá. Nha. Đấy, đây này. Tùng cái này nhỏ nhỏ này. Cây của mình à bác? Cây này báo giá bao nhiêu đấy bác? Lên mình báo giá 35 triệu. Cây này à? Hay chơi trồng to. Ở trong kia lá chung là được. Vâng, thuần rồi chứ không? Là dòng này nó nuôi trồng đúng không? Thuần mấy chục năm trồng rồi. Thế còn đôi thùng này sao bác? Đây đứng lên nghe này. Đây đây. Cây bán rồi. Cây trương không phải đẹp. Vâng. Cây này bán bao nhiêu có biết giá? Thế còn cây còn lại kia thì bao nhiêu? Đấy 15 triệu. Cây ở trên đầu cây thì bao nhiêu? Cây nhỏ nhỏ. Cây nhỏ trông nó tròn lên. Vâng, cái thùng ấy. 12 triệu. À. Đẹp. Có khi bày xuống được rồi đấy. Cái này 35. Dám bày đâu mình bày. Cái này 35 bác. Bác Hải Dương đây này. Vâng, Hải Dương. Được đấy. Lá chung nhỉ? Vâng, chung lu và công lu. Được. Đất này có mỗi bác là đẹp nhất chợ rồi. Hay quá, bác tên gì nhỉ? Bác chủ tên gì đấy? Là Toán Bọn. À, ngày xưa có số rồi, ngày xưa có vào xem ở Triển Lãm chỗ gì nông nghiệp, Triển Lãm nông nghiệp Hoàng Quốc Việt. Đấy đúng rồi, chỗ Hoàng Quốc Việt. Lành lặn nha. Đấy, nhà có không có không gian thì quất chỗ này được. Nhà được rộng tí thì quất chỗ này được. Làm tí nó là lấy là vui được. Hoa tàn nó chiều dài khoảng 90. Thế, 90 đấy, mới phải hai hoa xuống. Tầm 65. Có. Đẹp quá. À, chốt rồi. Anh quay cái con chuối ra ra quay con chuối trước. Đợt bác có con tùng trực mà để Triển Lãm nông nghiệp 5 lít đẹp lắm. Đấy ông bên này vừa nãy nhắm thấy hay. Đẹp quá nhỉ. Đây này giờ đi về đâu đấy bác? Nhà đại gia. Đẹp quá nhỉ. Này mà cái này mà để ở dưới chắc mất lâu rồi. Giá thì giờ chắc không tiết lộ được. Vậy anh em nhắm bác hỏi quá thì... Có cái chỗ nhà hơn quý không? Sáng là chỗ tàu chị ạ. Hả? Có chỗ tàu thôi. Chỗ này cũng được rồi, sạch sẽ rồi. Có làm vào, cho vào cái thống cũng được. Chữ hoành. Đường. Đấy. Quá đẹp. Đẹp mắt nhất chợ. Quá tình. Mắt trời trời thái. Anh đây cả nhơi. Vừa mới hỏi bác cái cây này mà đã lên đường rồi. Quá đẹp. Mua về phải này hơi bị đẹp đấy. Lên mấy tiền đây? Đẳng cấp đấy. Lên tít.
sạch sạch mịn. Đấy, nhìn từ dưới lên mới thấy. Đây cống. Ngượt nà. Bán thì đúng quá. Thế bảo là báo vào ra. Sẵn rồi anh đang ở lỗi. Chất chờ anh vào được. Đặt cái tấm anh mình. Lấy xem TV rồi. Chắc chỉ loanh quanh trục. Chắc loanh quanh trục. Nhưng mà lấy cho con nữa này, lấy cho con nữa này là đổi. Đấy, nhìn sắp kia là đoán được hỏng bao nhiêu. Bán xuống qua. À thế, vừa nãy nó hỏi báo giá. Đây là cái vụ giao dịch khắc nhất, không phải như là. Đấy, đây, đây. Nhà sĩ Trương. Thôi, lúc nãy em ngồi sau nhé. Vụ nổ duy nhất, giá trị nhất sáng hôm nay đây rồi. Vụ nổ lớn. Một, này, hai, này. Là chắc là đường ít rồi. 400 tỷ mình chưa biết đến bao giờ. 500 anh em đang đứng để chờ đợi vụ nổ. Đợi vụ nổ. Các phóng viên VTV chưa thể bao giờ phóng nghệ nhân Trương Phạm cửa hàng bonsai này. Chưa bao giờ. Em bắt tay chị cả. Thôi bốn rồi. Đang đếm tiền. Đang đếm tiền. Quay đấy. Chưa bao giờ đấy. Cái này B dễ chịu, đáng yêu. Đúng lần đầu tiên mình chỉ có nhận phụng những cây cảnh cây hàng bonsai này. Chị năm nay nhiều tuổi chưa? Chị hình như người La Phù à? Tại gì á? Được rồi, dạ. Nghe vườn nào đấy? Đấy, cuộc giao dịch lớn nhất thì lại là dành cho nữ giới. Chị đã có người yêu chưa? Chị á? Vâng. Chưa. 5 cháu rồi. 5 cháu rồi. Sợ thật đấy. Đăng ký người yêu mới. Em ơi, nhìn trông dã man lên luôn. Sợ thật, xinh thật đấy. Chơi cây là thế đấy. Đấy. Lại rước được một tình yêu về rồi. Vâng, chào chị nha. Đấy. Hôm nay khối ông hề đi đường đuổi theo đấy. Chứ gì nữa. Đấy. Đuổi theo cây. Đúng rồi. Người. Đấy. Người thì thôi, không cần biết. Giao dịch lớn nhất chắc là dành cho nữ giới. Tất nhiên họ chắc về buôn họ lấy cho ai thôi. Lấy cho ai. Ta đang giảm 35 triệu. Thế nào? Nó bảo là bán rồi. Bán đâu? Để đảm bảo cho tất cả. Nó bảo bán rồi. Cái trực ngoài này. Ờ. Nó giảm 35 triệu. Chắc là bán đấy không ạ? Vừa nãy nó báo cho cô 4 mấy rồi đúng không? Đấy. Cây đấy là... Cái cây mà vừa rồi mà bà kia mà lấy mà để sáng này chắc mất lâu rồi. Người bốc ngay 8 triệu mấy. Hôm nay vẻ ở nhà lắm khủng lắm. Ừ, khoảng. Từ xưa giờ tiếp tục. Vâng, cháu đang có cốc nước rồi đấy rồi. Cái này bảo bao tiền? Chắc mấy quanh chục thôi. Hả? Chắc không đến một chục. Để kín trên này ai để ý đâu. Bà này bà biết từ lúc nào. Mày phải thích con si kia đó, họ bảo bà như vậy đó. Si kia chán tay chuột nhiều lắm. Trèo lên xem. Này chỉ ông Hải ông ít chơi thôi. Ui lại trong này còn nhiều tùng lắm. À, lấy cây này của vời sao nhỉ? À, không phải. Đây còn con si thế này. Đây này con si thế này. Cái này sao? Si của Hải Dương là nó hơn kim cương. Đây cây tùng kim cương. Tùng kim cương. Đang đuổi chợ nên không họ không bày xuống. Bày xuống. Si dưới này là tay chuột bác nhỉ? Đúng rồi. Đấy là bao nhiêu bác? Con nào? Con ở dưới. 12 triệu.
con trên bỏ anh em quê trên đấy được đi xe anh đâm vào 12 triệu đang bày xuống thì tốt quá, cây nhỏ nhỏ nó lọt ở trong khó nhìn. Ui giời, chất lượng nước cây, chất lượng này, cây này đẹp. Cường Hưng Yên nó giả 4 triệu bán nữa. Xe ô tô rồi. Vâng. Cái đẹp mà. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu lên đường nhá. Tôi nghĩ là sạch sẽ. Đấy, rụt dịt răm tiếp và một lần nữa là giày bí. Được. Đấy anh đổ đi mua xe này cả nước. Ờ nhất là về đấy đấy. Ý xem có cuộc giao dịch nào nó to thì các bác phải xem nhé.